Chào các cô, các chú, anh chị. Ngày hôm nay buổi sáng bắt được hai đại gia ở Như Quỳnh lên ủng hộ shop hai con xe Java. Đây là hai con Java Fuco phiên bản mà 105 ba món ấy, 32 củ ấy. Đây, phát bắt được hai đại gia luôn. Các chú đang tiến hành thanh toán. Đây là mẫu Java Fuco 2023. Con Java này là mẫu Fuco mới nhất. Cái mẫu này sau này là nó sẽ không có, hiện nay của hãng Java nó không sản xuất nữa nhá. Có nghĩa là nó không ra cái phiên bản mà 3 món 105. Mẫu Java Fuco 23 này thì hãng nó đang công bố là sắp tới là sẽ không có cái bản 105 này đâu. Chỉ có bản bộ chuyển động của Trung Quốc thôi. Còn một ít là hãng lựa bay O-Mode ở của hãng, có hơn 20 xe O-Mode lốt luôn. Đây, con Java này là 3 món 105 này, giá hợp lý 32 triệu. Bao gồm tay lắc này, gạt đĩa này. Đây, em sẽ quay bên đây cho các cô chú ý. Gạt đĩa, đĩa sau. Đấy, con này thì độ đồ chơi cho các chú luôn. Java không lắp được chân chống, em cũng độ cho chú đấy lắp chân chống carbon luôn. Phải thay cho chú một cái ti bật loại dài luôn để bắt chân chống chuyên dụng cho carbon. Nói chung là chiều khách tới bến luôn. Cảm ơn hai chú nhá. Các chú thấy xe thế nào? Tốt. Đi thử chưa chú? Rồi. Đây là shop, đến với shop là shop rất nhiệt tình với khách. Dạ, cảm ơn chú. Vâng, chào cảm chú. Hôm nay nó hơi ồn một tí, mọi người thông cảm nhá. Điện cho cái số máy lấy trên mạng không? Chúng đang xem ở Nguyễn Văn Cừ kia. Xong mà điện lên đây để lấy cái Java ở dưới kia là mỗi con Twitter mà nhà hai anh em đang lấy hai con thì không lấy một. Dạ vâng, ok, cảm ơn chú. Đã chơi luôn và chú đã qua shop khác và không ưng và cuối cùng quay lại ủng hộ Hà Nội Bay. Cảm ơn chú. Hai con đặt một ông nữa. Ok, nếu mà ai lấy chú ủng hộ cháu nhá, giới thiệu giúp cháu nhá. Chào cảm ơn chú. Cảm ơn cả nhà nhá. Ngày nay nó hơi ồn, mọi người xem video thì hơi khó chịu, sự mong mọi người thông cảm nhá. Hàng xóm đang cắt hàn xì biết làm thế nào đây. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các chú.